Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, tính đến cuối chiều ngày 11 tháng 6, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 16 đối tượng có liên quan đến vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin sáng sớm cùng ngày. Lực lượng chức năng cũng đã giải thoát 2 công dân bị bắt làm con tin, công dân thứ 3 tự giải thoát. Các đơn vị chức năng đang tiếp tục quyết liệt truy bắt số đối tượng còn lại. Theo thông tấn xã Việt Nam, liên quan đến vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Y Tiêu và Y Ca Tu tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy Đắk Lắk, các mũi truy bắt gồm lực lượng của Bộ Công an và các lực lượng chức năng địa phương đang khép chặt vòng vây các đối tượng tại khu vực xã Y Ninh. Trước đó, theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk gửi Bộ Công an, sáng sớm nay tại địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ việc. Một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Y Tiêu và Y Ca Tu, làm một số đồng chí công an, cán bộ xã và người dân thương vong. Ngày 11 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Trương Huy Phong, 34 tuổi, ngụ ấp chợ xã Tập Sơn, huyện Trà Cú để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra, Phong và B, 39 tuổi, ngụ ấp Đông Sơn, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, có quen biết và thường xuyên đi chơi chung. Chiều ngày 9 tháng 6, sau khi đã uống rượu bia, cả hai xảy ra mâu thuẫn, rồi thách thức đánh nhau tại ấp chợ xã Tập Sơn. Khi đánh nhau, Phong dùng dao đâm liên tục làm B bị thương. Sau khi đánh nhau, Phong đi thành phố Trà Vinh chơi với bạn, còn B được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Được gia đình vận động, Phong đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Tuấn, 43 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học Đồng Nai, thuộc Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai, và Nguyễn Hồng Đăng Khoa, 42 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Nhà Nguyễn, kiêm Công ty Trí Nguyễn, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Các bị can gồm Nguyễn Ngọc Phương, 50 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, Lê Thị An Nhiên, 41 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học Đồng Nai, và Trần Thị Huỳnh Hương, 45 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Khoa học Công nghệ, bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ và giao trách nhiệm cho Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tổ chức quản lý triển khai thực hiện với tổng kinh phí gần 87 tỷ đồng. Quá trình lắp 3 khối nhà màng, Sáng và Nguyễn Quang Tuấn không xác định tọa độ, vị trí lắp nhà màng và bị Nguyễn Hồng Đăng Khoa chiếm dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Trí Nguyễn, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 14 tỷ đồng. Ông Sáng, Tuấn và Khoa xây dựng 5 khối nhà màng trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 28 tỷ đồng. Một số bị can khác với chức năng nhiệm vụ được giao đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ủy ban Nhân dân xã Chiền Hắc, Mộc Châu, Sơn La cho biết đã nhận được tin báo của người dân bản Bả Phan 1 về việc phát hiện hai cá thể hổ tại khu vực rừng thuộc bản Bú Phan 1 và bản Tác Ngoãn. Chiều ngày 11 tháng 6, ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng Cục Kiểm Lâm Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thông tin đã nắm được thông tin cũng như báo cáo nhanh của lực lượng kiểm lâm trên địa bàn. Ông Thiện báo cáo qua hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cũng như tham vấn các nhà khoa học chuyên về động vật của Trường Đại học Lâm nghiệp, khả năng cao không phải là hổ, dấu chân hổ khác. Nhìn qua hệ thống ảnh thì ông cho rằng đó là một loài khác, móng của hổ không như vậy. Mặc dù vậy, ông Thiện cho biết để có thông tin chính xác, lực lượng chức năng sẽ tiến hành đặt bẫy ảnh. Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm nắm địa bàn, tuyên truyền cho người dân hạn chế di chuyển qua khu vực phát hiện dấu vết chân nghi là hổ. Nếu phát hiện có hổ thật thì phải báo ngay cho các lực lượng chức năng để có phương án bảo vệ. Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định kỷ luật 6 công chức thuộc các cục vụ vì vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực 2, cục 2 bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Người này cũng vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan thanh tra chính phủ. Bên cạnh đó, 5 công chức khác cũng bị buộc thôi việc, gồm ông Nguyễn Nho Định, thanh tra viên Cục 2,
ông Hoàng Văn Xuân, thanh tra viên chính cục 2, ông Trần Văn Tuấn, thanh tra viên cao cấp vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp vụ 2, ông Trương Việt Hưng, thanh tra viên chính vụ 2 và ông Nguyễn Duy Phương, thanh tra viên chính vụ 2. Nguyên nhân khiến 5 cán bộ thanh tra bị buộc thôi việc cũng tương tự như ông Lê Quốc Khanh. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6, xe bồn chở bê tông đi theo hướng từ thành phố Lào Cai đi thị xã Sapa đến ngã tư thuộc địa phận tổ 1, phường Kim Tân, bất ngờ bị lật đè vào xe máy. Trên xe có 3 người và xe bán tải đang đổ ven đường. Cú va đập mạnh khiến xe bán tải bất ngờ lao lên phía trước, tiếp tục va chạm với một xe máy khác đang di chuyển gần đó theo hướng ngược chiều. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến hai nạn nhân trên xe máy biển kiểm soát 24B1 tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Người điều khiển xe máy biển kiểm soát 24B2 bị xây sức nhẹ, lái xe bồn bị thương nhẹ và đã ra trình diện cơ quan chức năng.